Dạ, mến thưa quý vị, thì bây giờ là 14 giờ chiều ngày 20 tháng 10. Thì trong video mới lần này thì Dương sẽ gửi quý vị ha những hình ảnh phía bên trong khu vực biển nước ngọt của Đại Nam. Hiện tại Dương đang đi tuyến xe lửa quý vị ạ. Hôm nay thì các anh tài xế xe lửa hoạt động hết công suất luôn quý vị. Vừa trả khách ra là phải đón khách vào phía bên trong liên tục để không có ngừng luôn ạ. Còn khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ nữa thì talk show của cô Nguyễn Phương Hằng sẽ bắt đầu. Bây giờ Dương sẽ vào phía bên trong khu vực biển nước ngọt. Bữa Dương có quay cho quý vị cái sân khấu á, thì hôm nay sẽ vào trong để quay cho quý vị xem sân khấu đã hoàn thành nó sẽ đẹp như thế nào nha. Dạ, bây giờ rất là nắng. Hôm nay thì không có cơn mưa nào từ sáng đến giờ. Xe những chuyến xe lửa đi vào đi ra nườm nượp. Rồi, quý vị có thể trong video này xem tham quan một vòng của Đại Nam. Khu vực này lợp mái che hết luôn, mưa cũng không ảnh hưởng gì hết. Sáng giờ anh chạy bao nhiêu chuyến rồi anh? Không đếm nữa luôn anh ha. Hôm nay có phải là đông nhất chưa anh? Đông rồi anh. Dạ. Cái ngày đầu tiên chắc đông dữ dội luôn anh ha. Dạ. Cái hôm đầu tiên làm miễn phí cả xe lửa luôn. Dạ, miễn phí toàn bộ hết. Dạ. Chơi rồi nói chung là các cái. Vâng. Được 2 ngày. Được 1 ngày, 1 ngày quý vị. Rồi chỗ này là mình dừng khu gì anh nhỉ? Tới đây dừng bên phải mình là khu trò chơi. Dạ. Bên trái là đền thờ. Vâng. Mình đi hết cái phố đi bộ đó là sẽ có một bến xe nữa chở mình đi biển và vườn thú. Dạ vâng. Cái vé mà mình đã mua là sử dụng nguyên ngày hôm nay. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Bên này là khu kim điện nè quý vị ha. Bên này là khu trò chơi. Đó, đây là trạm dừng đầu tiên khi quý vị đi những chuyến xe lửa này ha. Mà quý vị dừng đây thì ai muốn khu trò chơi hoặc là vô điện thờ thì sẽ dừng ở đây nhé. Dạ mến thưa quý vị, thì hiện tại em đang có mặt ở phía trước khu biển nước ngọt của Đại Nam. Nơi đây thì khoảng cỡ tầm 1 tiếng đồng hồ nữa thì sẽ diễn ra buổi talk show của cô Phương Hằng. Phía trước thì quý vị có thể thấy là rất là đông du khách đang tập trung ở khu vực này. Theo như em vừa hỏi thì thông tin chính thức cuối cùng ha, thì là sẽ bán vé. Ai vào phía bên trong thì đều phải mua vé 150.000 cho người lớn và 50.000 cho trẻ em nha quý vị. Đó thì theo thông tin em hỏi các chị trong quầy bán vé thì trước mắt là thế và chưa có một thay đổi nào khác, là sẽ bán cho đến 10 giờ tối luôn quý vị. Đó, nên mọi người vào đây thứ nhất là phải đăng ký đường link nha. Thứ hai là phải mua vé phía bên trong. Rồi thông tin cuối cùng là không có free vé. Nên mọi người khi vào phía bên trong thì bắt buộc sẽ phải mua vé dù có chơi hay không quý vị nhé. Dù có tắm biển hay không nhưng mà muốn vô phía bên trong để nghe buổi talk show của cô Phương Hằng thì sẽ phải mua vé. Dạ, khu phía trước cổng của biển Đại Nam, khu vực mua vé cũng như kiểm soát vé đang rất là đông du khách ngồi đây quý vị ạ. Năm mấy rồi mà bây giờ mới tới đúng dịp đúng ngày đúng giờ mình cầm đi. Đông lắm á. Mà cũng nói với cũng hy vọng mong muốn được hữu duyên trao tặng tay cho cô. Chứ còn một cái sự kiện lớn như thế này mà để trao tặng tay nó cũng là một cái khó. Đúng rồi. Khó lắm. Nhưng mà cái bức tranh này làm mất thời gian bao lâu dễ, nhưng mà ví dụ như là nhân viên cô có thể đem lên cho cô dần được. Nhưng mà nếu mà được mình trao tặng tay cho cô thì quý hóa quá. Nhưng mà anh mất thời gian bao lâu để làm được cái bức tranh đẹp như thế này? Từ khi đây từ không bao giờ có làm khoảng nửa năm. Nửa năm. Nửa năm mà tới bức này thì là bức mười mấy rồi. À. Mới thành được tới bức này còn nó hư rồi nhiều lắm. Nhưng mà cái hình ảnh đó, cái hình ảnh là chất liệu là từ bằng cái gì anh? Bằng gỗ nguyên khối cho chị Hà. Ồ, là anh tự làm gỗ đẹp. Là bằng nguyên gỗ này. Cái cây gỗ này á, cái này cái lỗi thôi. Chứ cái cây nó bự lắm. Cây nó bự. Vâng. Thật sự là cái người rất là có nhiều cảm xúc và yêu mến cô mới làm được cái việc này á. Quá đẹp, quá đẹp. Nhìn mình chờ đợi mấy năm rồi chứ. 90% là 90% là giống cô. Vậy á, mà bây giờ mà ai mà kêu đặt điêu khắc không biết làm.
bây giờ mà kêu mà tại cái, tại vì có, tại vì có cảm mới có xúc thì mới làm được cái điều này, mình còn không bạc được đúng không, đúng không, đúng không, mình nhận nó trời đó anh này tên gì chứ còn giờ có cái nghề này đâu kêu làm thôi luôn á. Chắc có lẽ là tất tất cả nhiều người muốn đặt hàng anh khi mà làm cái việc này thì anh, tại vì anh không có cảm, mấy người đó là không bao giờ làm nổi nữa. Cái ông này ông cù bắp. Tại vì cho mình xin nói về chị Hằng một chút được không ạ? Dạ được ạ. Bây giờ mình cũng xin đề nghị là người dân cả nước hãy nghe chị Hằng livestream vừa rồi, cũng như chị Hằng nói là chỗ sư Minh Tợ đó. Sư Minh Tợ thì cũng có kẻ thương người biết ghét, 50-50 chị Hằng đâu có nói có ai mắc làm đâu mà lên xí xói chữ mắng người ta, là hãy nghe cho kỹ. Còn tôi xét thấy trên YouTube tôi có coi là không, chị đâu có nói gì ảnh hưởng tới sư Minh Tợ đâu. Sư Minh Tợ cũng có kẻ thương, rồi cũng có người khê ghét. 50-50 mắc gì lên cái ông thầy chùa gì không biết ở bên nước ngoài đây chứ, rồi kia nọ một người thầy tu, thợ tu, có luật sư mặt heo nữa ở bên nước ngoài á. Ta lo ta tu đi, thấy không? Mấy bạn biết mắc gì đi chia số với người đời, thầy tu thì lo tu đi, đừng có nên làm một cái chuyện bóc phét. Còn có ai làm được như chị Hằng không, giúp đỡ cho người nghèo, giúp đỡ cho nhân dân thoát khỏi cái đau bệnh. Nhưng mà theo chú thì ví dụ như những người dân tu mà họ theo con nghĩ là họ không nên xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, tại vì họ là người tu, họ buông bỏ hết những cái chuyện phàm trần, thì đương nhiên là họ lên trên cộng đồng, họ có những cái trang cá nhân của họ như là mạng xã hội, thì cái điều đó nó không đúng, không đúng, đúng không? Cái điều đó là cái điều chính xác. Chính xác. Mình một người tu, người ta nói là đi tu là xá phú cầu bần, xá thân cầu đạo, đó là sư Thích Minh Tợ. Còn đi tu gì mà còn xía xói người đời, nói gái, nói gú, nói lung tung, tại nói không ai tôn trọng, ảnh hưởng đến đạo Phật. Chú biết sao không? Cái câu chuyện của cô Hằng là xảy ra rất là lâu rồi, nhưng là đây là lần đầu tiên con mới đến đây để mà hôm nay có cái buổi tắc xô của cô. Tại vì cô cũng tha thiết mong muốn là mời chú Chế Linh về Việt Nam để biểu diễn. Tại vì 4 ngày nữa là con đi châu Âu, con có làm một cái show của chú Chế Linh ở bên châu Âu, bên Đức. Thì con cũng, nếu mà một lát đủ cơ duyên con vô con gặp được cô thì con cũng hỏi được cái mong muốn của cô là như thế nào. Tại 4 ngày nữa con sẽ gặp được chú Chế Linh tại Đức, cho nên là sẵn tiện đó thì giống như là mình có một cái sự giao duyên gì đó, giao duyên. Và cũng như là gặp gỡ được tất cả mọi người đang có mặt tại nơi đây với một cái tinh thần, một cái hành động rất là cao đẹp. Tại vì cô Hằng là một cái người đưa ra những thông tin đôi khi có những người bé nhỏ như mình không biết, nhưng mà mình biết rồi thì mình mới cảm nhận được cái giá trị sống nó như thế nào. Còn sư Minh Tệ là một cái người giống như là họ xuất hiện để mà không xuất hiện là theo con nghĩ là một cái gì đó để có những người bậc chân tu họ có thể soi xét và họ nhìn nhận lại. Tại vì người tu là gạt bỏ hết những chuyện thị phi, thì không thể nào mà mình lên trên mạng mà mình cứ đấu tố qua lại rồi mình nói người này nói người kia, cái đó là một cái sự sân si chứ không phải là tu tập. Đúng rồi, đúng. Với lại bây giờ đa phần là nếu mà tu tâm dưỡng tánh là do cái lòng của mình thôi. Tôi rất là bức xúc vì cái chỗ là một mình một người đi tu, người ta nói xá phú cầu bằng, xá thân cầu đạo, mình không có nên chia sói đến người đời. Mắc gì mình một tu, xin lỗi ở bên Mỹ nha, ở bên Việt Nam tôi tới tôi hỏi chuyện đó. Nhưng mà chú là hiện tại là chú đến từ đâu? Rồi... tôi là ở tại Gia Lai, thôn Túc Thiên Một, thị xã tỉnh Gia Lai. Tôi là một thầy thuốc lương y, đi cứu dân giúp đời. Biển số xe tôi là 61K 379 77, là có nghĩa tôi chữa bệnh là các chứng bệnh ung thư. Dạ, hôm nay là chú từ Gia Lai đến đây. Tôi thì cư ngụ tạm trú ở tại Bình Dương, số 100 phường Hiệp Bình Thành, thành phố Thủ Dầu Một. Là tôi cũng bức xúc cái chỗ là cái ông thầy chùa một chân tu, một người đi tu mà lên nói xỉa xói với chị Hằng như thế là tôi quá đau lòng. Thì hôm nay tôi cũng xin nói rõ như thế, nói phải nghe cho kỹ, người ta đâu có nói gì ảnh hưởng đâu. Tại vì ý nói là sư Minh Tợ là cũng là người trong tu là thương đó, người ta thương, cũng có kẻ thương người ghét là đúng chứ. Cũng có những người lên xỉa xói ông Thích Minh Tợ, thì chính như chỉ cũng có những người thương chị Hằng mà có những người là ghét chị Hằng, thì bà nói là đúng chứ đâu có sai đâu. Nên từ cái chỗ đó là tôi rất là bức xúc. Còn ông đấy, ông thầy tu đấy là ông ở bên Mỹ, ông thợ tu đấy, chứ ông ở bên Việt Nam á, xin lỗi, tôi là lương y Lê Văn Huy, tôi tới tôi hỏi liền. Thì nói chung là mỗi người đều có một cái quan điểm sống mà, thí dụ như mình nhìn nhận cái câu chuyện từ đầu đến cuối thì mình có lại cái suy nghĩ nó khác. Còn cái người mà giống như là họ mới xen vào thì đương nhiên là nó sẽ một cái câu chuyện khác nữa. Còn thưa với YouTube như thế này, tôi là một lương y.
tôi cũng bức xúc là tôi nói về cái ông thầy tu đó. Cũng nói rõ là tôi là đi chữa bệnh cho người ta bằng cơ động, người nghèo cũng miễn phí, người không nghèo là ung thư giai đoạn đầu thì một liệu trình 500.000 có tới là ung thư giai đoạn đầu là coi ngay. Hồi nãy là để trả lời xong cái câu ông anh này, hồi nãy ông hỏi là nếu như ai đặt, hồi nãy á, là đúng không? Em hỏi anh Hùng á là ví dụ như bây giờ anh có cảm thì anh có xúc và anh có đồng hành với cô Hằng thì anh mới làm được cái bức tranh nó đẹp như thế này. Ví dụ trường hợp một người khác mà với cái bàn tay điêu khắc của anh á rất là đẹp như vậy á, thì ví dụ như người khác muốn đặt hàng anh á thì anh có làm được như vậy hay không? Đầu tiên là mình chia sẻ cái này mình phải nói rõ ràng cho nó rất là nguy hiểm. Cái này là cái chết à. Chính xác. Nha. Là con không bao giờ nhận, thứ nhất là kinh doanh mua bán và nhận gia công bức tranh hình cô Hằng, không bao giờ có chuyện đó. Với lại cái này cũng không phải nghề của mình. Ví dụ như con chuyên là nghề mỹ nghệ điêu khắc đi, thì nhiều khi cái này cũng là một cái chiêu trò phong bạc. Đúng, chính xác. Nhưng mà cái này con chia sẻ rõ là không liên quan tới cuộc đời của con. Cái nghề làm tranh này là không có, nhỏ lớn thì không biết làm. Có ai gọi không? Bấm tắt không? Đó, nên năm nay là không có nhận nha, không có nhận, không có kinh doanh mua bán tranh của Hằng nha, không có nhận. Rõ ràng tại vì từ lúc đầu tới giờ là mình có tặng áo của Hằng nữa, nhưng mà tặng không đồng. Nên á, họ đợt có một lần á, họ thấy mình tặng áo xong cái họ sân si, họ chửi mình, kêu rằng là lợi dụng hình ảnh của Hằng rồi bán áo thế này kia, họ đi đâm trọt. Thì mình mới nói nếu mà tìm ra một trong gần 8 tỷ người trên thế giới mà ai mà mua được cái áo của Hùng Râu á thì chịu trách gì thì cũng chịu. Có thể liên quan tới hình ảnh của Hằng là không có kinh doanh. Đó, còn ví dụ như á, mình ủng hộ cô Hằng, trong thời gian qua mình nhận được phúc lợi của Hằng rất là nhiều. Mình ủng hộ cô Hằng, mình chia sẻ về câu chuyện của Hằng thì cái nhiều người á họ mới đăng ký kênh mình, họ mới ủng hộ mình. Rồi mình nhận họ tin tưởng mình nhiều cái mình bán hàng cái họ mua họ ủng hộ. Cái đó là phúc lợi. Nha, cái đó là nếu mà kêu mình là lợi dụng hình ảnh của Hằng thì có lợi dụng. Tại vì cô Hằng nói mà, tôi đâu có tìm được đồng nào trên mạng đâu kêu tôi lợi dụng mạng xã hội. Nhưng mà mình có tìm được, kiếm được tiền lợi nhuận từ bán hàng thì là mình có lợi dụng, nhưng mình không có lạm dụng. Không có lạm dụng hình ảnh của Hằng là làm mấy cái chuyện mà bán hàng lừa gạt hay làm mấy cái chuyện lừa đảo hay này kia. Nhưng mình có chia sẻ, khán giả có ủng hộ, còn mà mình bán hàng chân chính là mình có lợi dụng. Nên năm nay là mình đã có mang ơn của Hằng rồi. Nên trong thời gian vừa rồi á, có hỏi bây giờ là mày chọn ai, thật chắc á, cái đẳng cấp của người ta và địa vị của người ta không phải cái món quà để cho mình lựa chọn, không phải là món hàng. Nên kêu á, mình đã mang ơn rồi. Mà cái căn bản mà làm người á là phải biết ơn. Mà mình không làm người được mà mình kêu mình chọn thầy Minh Tệ, mình đem cô Hằng hay mình quay xe, quay cổ, té xe, tông xe gì đó. Thì cái căn bản mình làm người mình chưa làm được nữa mà mình đi đòi ủng hộ một vị chân tu, nó không có đúng. Tại vì cái chuyện mà giống như là cô Hằng á, là cô Hằng đâu phải là nghệ sĩ, kịch sĩ hay là hài sĩ. Cô Hằng là một người dân bình thường. Khi mà cô Hằng có đủ sức mạnh để mà cô Hằng nói những cái tiếng nói mà có để là đôi khi chúng ta là một cái người bình thường chúng ta đâu biết được chuyện đó. Đúng nhưng rồi. Mà khi cô Hằng nói ra thì chúng ta mới cảm nhận được cái giá trị sống như thế nào. Cái sự thật nó mới là cái sự thật. Còn ví dụ như xưa cái sự thật nó chưa mà. Thì đó, nhưng riêng bản thân tôi cũng không phải là fan của ai cả, không phải là fan của cô Hằng mà không phải fan của sư Minh Tệ, tại vì hai người đã xuất hiện giống như là cho chúng ta thấy được cái giá trị của cuộc sống nó như thế nào để chúng ta cảm nhận được cái lòng của mình, chứ không phải là bây giờ tự nhiên mình thấy người đó xuất hiện rồi mình phải hùa theo, mình phải làm theo. Anh là một người không fan ai cả, em chia sẻ. Chính xác. Cách đây 4 năm trước á là người ta nói cô Hằng là Bồ Tát sống. Nha. Tôi nghĩ điều đó. Từ không? Đúng. Để mình chia sẻ. Anh không nghĩ nhưng mà người khác nghĩ. Tôi nghĩ là dù có một hay nhiều người mình cũng đã có người nói rồi. Người ta nói ở Bình Dương có Bồ Tát sống. Xong 4 năm sau người ta nói thì Minh Tệ là Phật sống. Rồi có Phật sống rồi người ta quay qua ta chửi Bồ Tát. Về thêm một năm nữa có Chúa Trời xuất hiện nữa, người ta quay qua ta chữ Phật thôi. Tại cái bản chất là người ta là có mới nới cũ. Anh hiểu không? Có mới là nới cũ, mới người ta không có quan trọng là cái người đó đã cống hiến những gì, đã làm những gì và họ sai chỗ nào họ không quan tâm. Họ là hùa theo số đông nên á, con em rất là tâm đắc cái câu 50-50 của cô Hằng. Câu đó là càng nghĩ càng thấm, tay giữ cái này đi. Cầm lên cái máy này nó lấy thì anh mới cho con cái tấm hình. Thì tất nhiên là 50-50 em mới thiết kế là tấm hình thầy Minh Tệ ngồi thiền, ở đằng sau là một bên là Phật, một bên là ma, ma vương. Là sau lưng thầy Minh Tệ, câu nói của Hằng á, sau lưng thầy Minh Tệ là nửa Phật nửa ma, là 50-50. Thì bây giờ đừng có cãi nữa, đừng cãi. Không có ai mà tôn kính một vị chân tu mà đi dùng những cái từ tục tiểu, phụ khoa, rồi bộ phận sinh dục để mắng giết người khác. Không bao giờ có, nhưng vừa rồi á, xuất hiện rất nhiều.
mang danh là ủng hộ Thị Minh Tuệ rồi dùng những từ ngữ tục tĩu để xúc phạm cô Hằng. Những người đó họ không có ủng hộ Thị Minh Tuệ. Theo anh Cường, anh Cường họ chỉ mượn hình ảnh không chị? Anh Hùng hả? Anh hiểu không? Họ mượn hình ảnh và họ nấp bóng sau lưng cái sự kiện của Thị Minh Tuệ để họ mượn cái truyền thông đó, họ đi làm cái chuyện kích động chia rẽ rồi đưa những cái tư tưởng tiêu cực. À, đó ví dụ như anh Hùng có tin vào Phật pháp xuất hiện trong trong cuộc đời của chúng ta không? Nếu mà mình nói nếu mà anh nói được những điều đó thì mình không tin Phật pháp á thì giờ là mình phải coi lại mình chưa đủ phước lành. Người mà đủ phước đủ duyên thì ít nghiệp á thì người ta sẽ nhìn thấy Phật pháp. Còn nhiều hơn nữa thì người ta sẽ hiểu được Phật pháp. Còn nhiều hơn nữa thì người ta sẽ hành pháp luôn như đại sư phụ á. Đó là cái suy nghĩ của anh, còn riêng em thì em không tin. Tại vì em chỉ tin là có nghĩa là Phật pháp ở trên trời, trên có trời dưới có đất, chứ mình không có tin Phật pháp hiện hữu trên Phật trên cái cuộc sống dân gian của chúng ta. Phật pháp nó đâu phải là hình tướng đâu. Đúng, đúng, đương nhiên là có nghĩa là không phải là mình nghiệp nhiều hay là mình nghiệp ít, nhưng mà tại vì trời giống như là em nghĩ nha, theo cái quan điểm của em chỉ tin trời cao, Phật pháp ở trên cao, chứ em không tin những người chân tu hiện hữu mà họ xuất hiện. Tại cái điều đó là giống như họ ma mị, họ làm cho cảm thấy là trò chạy ra số đông. Tại vì ví dụ như bây giờ truyền thông rất là mạnh, kể cả ví dụ như các bạn làm YouTube cũng vậy, đúng không? Thuốc là bay thuốc là nó anh Hùng giống như bây giờ em nói anh Hùng nghe, các bạn làm YouTube, các bạn truyền thông đưa những cái thông tin, có những cái thực tế hiện trạng, giống như em quay anh đi là cái thực tế hiện trạng, còn có những cái có gì các bạn về cắt ghép, các bạn đưa những thông tin sai lệch mà những người ta không gành gì mà nó về nó cắt cái khúc là tôi bán gành nha, người ta không gành về mạng xã hội đó thì người ta sẽ suy nghĩ một cái hướng khác. Cho chú nói một câu tí. Dạ. Bây giờ xong chưa? Để con đi cái đã là nói đi. Nói một chút thôi. Là trên đời này theo chú nhìn thấy chưa ai làm được như sư Minh Tuệ. Bà đã đưa ra những cái ánh sáng của mấy cái anh thầy thợ tu. Chưa ai làm được như chị Hằng để cứu dân giúp đời. Nhất là cái oxy về đó cung cấp cho. Chú mới nói là thợ tu là ai? Thợ tu là mấy ông thợ tu, ông nấp bóng bây giờ ông ra ông sửa xối đó. Dạ. Ông đi tu rồi. Chú ơi, nếu mà thật sự người ta tu là người ta không có làm vậy. Những đúng người muốn Phật pháp đi xuống. Đúng thì rồi. Người ta mới làm như vậy. Đúng chú rồi. Mấy thợ tu. Thì chú đang nói là thợ tu thì là phải nói rõ. Thợ lừa không à? Dạ. Để lừa đảo của nhân dân, nấp bóng dưới chân quấy của đàn bà thì ta im cái mõm ta lại đi. Thôi được rồi. Đi phê ra chi lại ông ở bộ này. Cảm ơn chú đã có buổi chia sẻ và cảm ơn anh Hùng nha. Mình cũng không có vui. Dạ. Nói chuyện vui thôi. Đúng rồi. Không có la khích ai coi. Dạ. Hôm nay là rất là cảm ơn.